Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì buổi tối mình chúc tất cả các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video về cái sản phẩm này là cái gối massage hay mà gối massage lưng, cổ và gáy. Mình có mua ở trên cái sàn thương mại điện tử Lazada các bạn. Thì hôm nay là mình đã nhận được hàng rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem cái sản phẩm mà mình vừa mua nhá, cái massage của bé gái các bạn này, và là 186.000 các bạn nha. Thì mọi người yêu thích video của mình để cho ủng hộ cho mình một like, một đăng ký kênh để cho mình phát triển kênh cho lớn mạnh các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và mọi người đã theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái sản phẩm mình đặt trên sàn thương mại điện tử Lazada các bạn nhé. Các bạn ơi, thì đây là cái sản phẩm mình đặt trên Lazada các bạn nha. Đây là cái sản phẩm gối massage các bạn nha. Thì mình có mở ra rồi, mình đã cắt ra rồi đây cho các bạn xem này. Đấy, bên trong gồm những cái gì các bạn nha. Này, đóng gói rất chắc chắn các bạn nha. Đó, đây là cái gối massage này. Cái mẹ mình thì hay bị đau vai gáy á, mình có đặt ở trên đây là sản phẩm này. Sản phẩm này người ta bảo là chất lượng các bạn nha. Mình sẽ mở ra xem có những cái gì ở trong bên đây nha các bạn. Đấy, thì cái sản phẩm massage ấy, trong đây gồm cái gối massage đây, bao gồm những cái gì nhỉ. Đây, bọc rất chắc chắn các bạn nhé. Này, đây cái sản phẩm này, gối massage cổ vai gáy các bạn nhé. Đây các bạn ơi, đây là mình mở ra rồi các bạn nhé. Đây, ở trong đấy thì gồm những cục sạc các bạn này. Đây cục sạc các bạn nha. Đây là cái tẩu sạc ở trên ô tô các bạn này. Đó. Đây là cái đầu là cắm cái tẩu sạc trên ô tô các bạn. Còn cái đầu này thì nó cắm luôn vào cái máy các bạn nha. Đây là cái sản phẩm chính của chúng ta. Bên trong hộp thì có sách hướng dẫn nữa các bạn nha. Đây, sách hướng dẫn thì toàn bộ bằng tiếng Anh không các bạn ạ. Là mình đây, toàn bộ bằng tiếng Anh hết. Đây là cái hộp của bạn nhé. Đây là cái hộp này. Mình đặt trên Lada nhé các bạn nhé. Đây. Đây là cái sản phẩm của nó các bạn này. Đó.
cái sản phẩm này bao gồm này, gối này, massage này, tẩu sạc cho ô tô này, và cái củ sạc và sách hướng dẫn các bạn nhé. Thì mình sẽ review cho các bạn xem qua cái sản phẩm này. Các bạn ơi, thì mình đã lắp xong cho cái gối massage của bé gái các bạn nhé. Cái củ sạc này này thì nó giống như một cái củ sạc của cái laptop các bạn nhé. Đầu thì mình cắm vào hai cái đầu này, xong là mình nối với nhau, xong mình cắm với ổ cắm đấy. Ở đây là nó sẽ có 8 viên bi các bạn nhé. Đây, 8 viên. Nó là cái loại gối xoay hai chiều các bạn nhé. Nhưng mà trên thị trường nó có hai loại. Một loại là có 4 bi, mỗi bên là chỉ có 2 bi thôi, nhưng mà nó lại xoay có một chiều thôi. Còn cái này là xoay hai chiều các bạn nhé. Đây, mình sẽ bật cho các bạn này. Đây là nút bật này. Đó, mình bật thì nó sẽ xoay như thế này các bạn nhé. Đó. Mình tắt đi này. Đấy, đây là xoay hai chiều này. Nó có cả cái hồng ngoại các bạn nhé. Đây là xoay hai chiều. Cái này mình tắt đi này. Đó. Mình bấm một lần thì là nó sẽ xoay một chiều. Mình bấm lần thứ hai, nó sẽ xoay hai chiều đồng thời, nó có cái hồng ngoại lên để cho nó giữ ấm. Sự ấm cái cổ vai gái của mình các bạn nhé. Đây, sản phẩm nó như này các bạn. Bảo hành 1 năm các bạn. Đó. Các bạn ơi, thì mình đã vừa review xong cái sản phẩm là gối massage cổ vai gái các bạn nhé. Thì mình rất cảm ơn các bạn, tất cả các bạn và mọi người đã theo dõi video của mình và theo dõi kênh của mình tới tận bây giờ. Thì mọi người ủng hộ mình thì hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho cái kênh của Hùng Vlog của mình. Kênh của mình thì là chủ yếu là review về cảnh chùa, chiền, đền ở trong nước các bạn nhé, trong tỉnh Thanh Hóa mình và các cái tỉnh lân cận. Khi nào mình đi đâu thì mình sẽ quay các bạn nha và review cái cảnh chùa ở đấy. Ngoài ra mình cũng kinh doanh các cái loại sản phẩm để phục vụ cái nhu cầu của mọi người. Nhưng mà những cái gối massage thì là mình mua trên ra, những cái gì mà thiết yếu thì mình mua phục vụ cho bố mẹ mình, để chăm sóc bố mẹ mình các bạn nha. Còn những cái sản phẩm mà thuộc về như là chăm sóc da rồi chăm sóc cá nhân đó, thì mình có đang kinh doanh những cái sản phẩm đấy các bạn nha. Mình có review và các sản phẩm mà mình mua nữa. Thì mọi người nếu mà bạn mình sẽ mua những cái sản phẩm và mình đăng lên để cho các bạn các bạn xem, thì các bạn cũng mua như mình các bạn nhé. Thì những cái sản phẩm đấy thì là thuộc về cái sàn là Lazada hoặc là Shopee các bạn ạ. Thì mình rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.